Hello, xin chào các em. Hôm nay mình có cái clip giới thiệu cái con này thì phải nói là mình rất thích luôn nên mình phải làm clip này. Nó quá là hot và quá là rẻ luôn anh em nhé. Có hơn 1 triệu rồi, có hơn 1 triệu một chiếc rồi nhá. Đó, một chiếc máy tính bảng của Xiaomi có tên là Mi Pad 2, 16GB Android. Đó anh em nhìn nè, rất là đẹp, phải nói là phải vô cùng là đẹp luôn. Rất là cute, rất là đáng yêu, rất là phù hợp để cho anh em giải trí trong cái dịp Tết này luôn. Bởi vì giá của nó rất là rẻ, có hơn 1 triệu. Mà hơn 1 triệu thì chủ có khi chỉ bằng một bữa nhậu thôi mà anh em có thể đã sở hữu được một chiếc này máy này rồi. Phù hợp nhá, cho anh em xem phim này, xem YouTube này, lướt web đọc báo này, rồi chơi một số game nhẹ nhẹ, phù hợp cho các cháu nhỏ xem hoạt hình này, và dùng một số phần mềm học tiếng Anh nhẹ nhẹ thoải mái. Cái này chạy thoải mái luôn, chơi game được, chơi được ở PUBG hơi nặng, chơi được cả Free Fire ấy là chơi được. Thì mình chưa cài chứ mình cài mình đã chơi được cái trên này. Mà cái này mình nhận được rất là nhiều đơn hàng cho cái việc này này. Đó là những anh em hiện tại đang kinh doanh. Những anh em hiện tại đang kinh doanh nhá, ví dụ như đơn vị bên mình chẳng hạn. Thì dùng cái này để cho các em bán hàng giới thiệu sản phẩm đến khách hàng này, hay là các em bán hàng luôn sử dụng phần mềm, ví dụ như bên mình đang sử dụng Kiosk Việt ấy, thì mình sẽ cho các em cài vào cái này và các em bán hàng rất là tiện. Cầm theo bên mình luôn và giới thiệu khách hàng, ví dụ đây này. Đó, mình sẽ giới thiệu cho khách hàng cái sản phẩm điện thoại bên mình đang có nhá, ở website mn.vn ấy. Và sau đó là khách hàng đồng ý thì bên mình sẽ bán hàng ở trên cái phần mềm Kiosk Việt và thanh toán ở trên này, để các em nhân viên các em thanh toán rất là tiện. Thì những cái đơn hàng mình nhận được để các bạn ấy mua về, các bạn bán hàng ví dụ như là quán ăn hay là những cửa hàng bán hàng và sử dụng phần mềm này, quần áo các thứ ấy, mọi người đặt hàng rất là nhiều rồi. Đó, thì một đơn hàng nữa cho một số anh em hiện tại mua thay cho cái màn hình sao gối đầu trên xe ấy, trên xe ô tô tương đối nhiều. Khách hàng của mình đặt thường thường là 2 cái và một bộ giá đỡ để gắn vào đằng sau xe để làm hình gối đầu cho khách hàng, người ta ngồi sau người ta xem ấy. Một số anh em chạy dịch vụ hoặc là gia đình cũng được để sử dụng, cũng rất là tiện. Thì sản phẩm này rất là rẻ, có hơn 1 triệu thôi. Đó, anh em có thể xem qua chi tiết sản phẩm nhé. Sản phẩm này có thiết kế vỏ bằng nhựa này, vỏ bằng nhựa kiểu như trên chiếc iPhone 5C ấy. Đó, rất là nhiều màu sắc ở đây. Thì hiện tại mình đang có 3 màu cơ bản là màu hồng, màu trắng và màu vàng. Ngoài ra là có một số màu ví dụ như màu xanh và màu đen nữa, nhưng số màu những cái màu đấy đang rất ít, mình chủ yếu là những cái màu này thôi. Đó, màu này thì cũng rất là dễ dùng rồi đúng không? Đó, anh em đàn ông như mình dùng cái này được, trông rất là nam tính này. Đó, đúng không? Đấy, rất là đẹp. Đó, và thiết kế của nó rất là đẹp nhá, liền một khối luôn. Có nghĩa là liền một khối như chiếc iPhone luôn. Đó, trên này thì có chân cắm 3.5 đầy đủ này. Đó, camera 16 megapixel này. Camera của nó tương đối đẹp ấy. Đó, hai loa hai phía hai bên. Có hai loa ở đây. Logo của Xiaomi được in chìm chứ không phải giống như một số máy tàu đều đều mấy triệu. Thậm chí mất 2 triệu anh em mua là chỉ in với bản thôi, và Android chạy rất không ổn định. Và đây là chạy của MIUI luôn, rất là ổn định nha. Có cổng sạc. Đó, anh em nhìn cái cổng sạc nhá, nó thiết kế như này cơ mà. Đó. Rất là cẩn thận, rất là chắc chắn đây. Micro SD, micro USB nhá, cổng sạc micro USB. Và đơn giản bên này thôi, nó có một phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng bằng kim loại. Rất sáng bóng. Đó, anh em nhá. Đó. Phía bên này sẽ có một chân cắm thẻ nhớ này. Sẽ có một chân cắm thẻ nhớ ở đây. Nha. Đó, anh em nhìn không? Màn hình của nó là màn hình 7.9 inch Full HD cộng. Full HD cộng luôn chứ không phải Full HD đâu. Chắc chắn một điều là sẽ đẹp hơn rất nhiều so với màn hình của chiếc laptop. Chắc chắn luôn. Đó, chi tiết cấu hình bên trong thì cùng xem nhá. Mình đã cài phần mềm Cebu Z đây rồi. Thì đây là sản phẩm mình nói luôn ngay từ đầu là 16GB. Và sử dụng Cebu là Nvidia TGA3K1 2.2GHz. Đó, số nhân là 4 nhân. Anh em thấy cấu hình ổn không? Cấu hình này quá là ổn cho cái phân khúc là tầm 1 triệu rồi, đúng không? Đó, của 4 CPU ở đây anh em nhìn nhá. Tiến trình sản xuất là 28 nanomet này, rất là tiết kiệm nhiên liệu này. À, rất là tiết kiệm pin. Đó, rất là tiết kiệm pin không phải nhiên liệu. Đó. Đây là tên cụ thể nó đây. Đó, anh em có nhìn thấy là phần màn hình là 7.9 inch và độ phân giải là 2048 x 1536. Đó, có hơn Full HD luôn đúng không? Full HD cộng. Full HD nó là 1080, còn đây nó là 1056 rồi, 1536 rồi. Đó. Mật độ để ảnh là 324 dpi, mà màn hình có tương đối là nét đấy. Đấy nhá, bộ ở trong của nó là 16GB này. Đó, mình đã cài rất là nhiều game ứng dụng, hiện tại còn chống 6.4GB. Chúng ta có thể lắp thẻ nhớ lên đến 128GB được. Đó, thế nên khỏi phải suy nghĩ vấn đề bộ nhớ nhá. Cài được xem phim, cho phim ở đây xem thoải mái, đi du lịch picnic không có mạng cũng có thể xem phim được. Thì sản phẩm này không có 4G. Đó, sản phẩm này không có 4G, chỉ có wifi thôi. Thế nên là muốn xem offline thì cắm một cái thẻ nhớ 128GB vào đây xem thoải mái. Độ phân giải màn hình nào cũng chiến được bởi vì nó là trên Full HD rồi đúng không? Đây. Hệ thống Android hiện tại là Android 4.4.4, thì cái sản phẩm này ra mắt cái này khoảng 5 năm rồi nhé. Năm 2015, cuối năm 2015, đầu năm 2016, có là tầm khoảng 5 năm rồi. Đó. Đây, pin của nó là 66.700 mAh, tương đối là bền, rất là bền nhá. Anh em giải trí nghe nhạc thoải mái, hát karaoke cả đêm. Tết này bạn bè về là hát karaoke thì dùng cái sản phẩm này là hát karaoke được thôi, đúng không? Chọn bài biết nó dễ, và cầm trên tay mà hát, chẳng cần màn hình cũng hát được này, đúng không? Màn hình rất là lớn rồi. Đó,
các cảm biến các thứ đầy đủ. Đây, tên của nó là Mi Pad 2, anh em đều biết rồi nhá. Đây mình có cài một số game đây này, anh em nhìn thấy không? Đây cái AnTuTu Benchmark này, có cả PUBG, nhưng PUBG chơi phải để hình thấp nhất, nó hơi chậm chậm một chút. Đây, chơi Free Fire tốt hơn. Đây, cài cái AnTuTu Benchmark cho anh em xem cụ thể hơn này. Đây này. Đấy, trên phần thiết bị nhá. Nó cũng xem tương tự như cái kia, đó, anh em có thể nhìn thấy nhá. Đây, Tega, chip Tega này. Mặt độ phân giải này. Đó, anh em nhìn nhá. Đây, RAM bộ cho trong. Đó, camera trước, camera sau đủ gọi Messenger, Zalo thoải mái luôn, màn hình lớn mà giá hơn 1 triệu, đúng không? Đó. Cho cái đạt nhá. Nó là dùng giao diện của MIUI này, tương đối là mượt này. Anh em nhìn thấy không? Đó, Wi-Fi, Bluetooth này. Đấy, các cái đồ khác thì không có 4G rồi. Đó. Đầy đủ cài đặt của MIUI đây anh em thấy nhìn thấy nhá. Đây, tiếng Việt đầy đủ hết luôn. Đó, chỉnh to được cho các bác mình mua cho các bác lớn tuổi, các bác đọc báo. Đấy, là cũng có thể thoải mái bởi vì là chúng ta có thể chỉnh được cỡ chữ lớn. Đó, như thế này. Thì các bác không cần phải đeo kính mà các bác đọc báo rất tốt nhá. Đấy, ví dụ mình vào đây cho các bạn xem này. Đây này. Đó, vào đây. Và báo dân trí chẳng hạn. Đó, thì chúng ta đọc báo rất là tốt luôn và chất lượng âm thanh của nó tương đối tốt đấy. Chất lượng âm thanh của nó phải nói, mình phải nói thật là nó cũng rất là tốt. Chất lượng âm thanh của nó khá là to bởi vì nó có hai loa đằng sau. Đó. À, mình sẽ thử vào website đọc báo xem này. Đó, Google các thứ đầy đủ. Đây. Thấy nhá. Thôi anh em thấy không? Nó loát cũng tương đối là tốt luôn. Và nó giao diện, máy tính bảng luôn, và giao diện điện thoại đấy nhá. Đấy mà nó loát cũng rất là nhanh. À. Đó, hiện tại đang có dịch Covid rất là căng thẳng này. Mua chiếc máy tính bảng này ở nhà mà xem thôi. Chả đi đâu cả, đúng không? Tiện. Đó, anh em nhá. Cái giao diện là giao diện là của máy tính, chứ không phải giao diện của điện thoại luôn. Những cái chiếc máy tính bảng mà loại giá rẻ tiền ở trên mạng đang bán, ví dụ như là của một số hãng Trung Quốc không nổi tiếng ấy, thì nó chỉ trên cái trạng thái là giao diện của điện thoại thôi, nó không thể là giao diện của máy tính bảng nhận đúng như này được. Và đây là chiếc Mi Pad này là của chính hãng Xiaomi, thế nên nó mới nhận được cái giao diện như này thôi nhé. Phòng chống dịch theo tình trạng khẩn cấp cao nhất, Bí thư Hải Dương khẳng định các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn đều được kích hoạt, bao gồm các cơ sở y tế, cơ quan chức năng có liên quan để đặt đọc báo rất là mượt luôn. Bác nào mua cái này cho người già, cho các bác lớn tuổi hoặc cho cái người khiếm thị đó, mà người ta nghe báo như này thì quá tuyệt vời. Đây xem YouTube nhá. Đây YouTube này. Đó, thoát ra nó vẫn đang chạy bình thường. Đa nhiệm rất là tốt luôn, cái này nó đa nhiệm rất là tốt luôn. Mặc dù RAM có 2GB thôi. Hải Dương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế à, nó hơi chậm một chút thôi nhưng mà nó quá là đủ để cho chúng ta giải trí cái thứ rồi. Đấy nhá. Làm gì mà phòng bừa bãi quá vậy? Không phải tại con đâu mẹ, tại nó bị ta muốn kiếm mà nồi nhỏ thôi à. Hình hồi. Đó, anh em thấy không? À. Đó, màn hình của nó rất là đẹp nhá. Các góc nhìn này. À, đó. Màn hình mà chất lượng cao ấy thì chúng ta có thể nghiêng góc nhìn thì chúng ta nhìn sẽ rất là vẫn còn rõ nhá. Và góc nhìn của nó rất là lớn. Chắc chắn là một điều nó sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều so với màn hình của một chiếc máy tính rồi. Hả? Một chiếc laptop rồi. Dạ. Chiều xoay này. Xoay được đúng các chiều được đầy đủ nha. Đó, xoay kiểu gì nó sẽ theo được này. Đó. Cảm biến nó rất tốt bởi vì là một số sản phẩm rẻ tiền ấy nó chỉ xoay được 2 chiều như này thôi. Nếu chúng ta xoay ngược này thì nó sẽ chỉ xoay ngược như kia, đây xoay được 4 chiều luôn. Đó. À. Nghe nhạc nhá. Chúng ta có thể hát karaoke này. Đấy. Hát một bản bolero chẳng hạn này. Đấy. Nha, nó phát âm thanh ra hai cái loa này. Đó. Đó, ok cho anh em, thêm một cái loa kéo tay nữa thì đến đâu chúng ta có thể hát được, đúng không? Rất là tiện luôn. Có hơn triệu bạc. Đó.
Về chi tiết sản phẩm này thì anh em có thể lên Google tìm hiểu nhé, hoặc là có thể comment dưới video là mình sẽ nói sơ qua về chi tiết sản phẩm này. Đặt hàng đơn giản thôi, anh em vào website bên mình là msm.vn để đặt hàng. Còn nếu anh em mua trực tiếp thì qua bên mình là địa chỉ là 170 Lê Trang, Hải Phòng nhé. Mình chỉ có duy nhất một địa chỉ tại Hải Phòng thôi để bán trực tiếp những cái sản phẩm này. Còn nếu anh em đặt hàng thì bên mình sẽ ship xuyên toàn quốc anh em. Những sản phẩm này anh em đặt hàng hoàn toàn không phải đặt hàng, không phải đặt tiền đâu nhé. Mình sẽ chủ động mình ship cho và nhận hàng anh em phải thanh toán. Đó, rất là rẻ, có hơn 1 triệu thôi. Nên anh em cũng khỏi lăn tăn cả. Anh em nào mà thấy cái clip này mà của mình hay mà hữu ích thì em chia sẻ cho mọi người cùng xem để biết mình có cái sản phẩm nó như này để giải trí có trong Tết. Giá là vô cùng là rẻ, chỉ có hơn 1 triệu, mình nói lại nữa, chỉ có hơn 1 triệu thôi. Và bảo hành cho anh em cái sản phẩm này, bên mình sẽ bảo hành cho anh em 6 tháng. Đó, 6 tháng có tặng sạc cáp đầy đủ nhá. Đó, để mình nói lại để đặt hàng ấy thì anh em có vào website mình là msm.vn đặt hàng này, hoặc là em có thể chat Facebook mình là mình mở điện thoại siêu để anh em search Facebook này ra ấy, hoặc em có thể comment video số điện thoại của anh em vào cái dưới cái video trên YouTube này thì mình sẽ liên hệ và chủ động gửi hàng cho anh em. Đó, các anh em xem clip nhá, chào và hẹn gặp lại.